Dạy dỗ con cái vẫn luôn là công việc được ưu tiên hàng đầu của các bậc làm cha làm mẹ, và đó luôn là hành trình vô cùng khó khăn, đòi hỏi nhiều kiên nhẫn. Công việc này đối với các mẹ Việt Nam đang sinh sống tại Canada thì càng đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn, bởi những vấn đề về sự khác biệt ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Việt, rồi cả về văn hóa sống giữa trời Tây với văn hóa và cách sống truyền thống của gia đình Việt Nam. Cha mẹ Việt hải ngoại luôn đau đầu tìm phương pháp làm sao để con mình có thể giữ được tiếng nói và ngôn ngữ Việt Nam, khi mà tiếng Anh là ngôn ngữ chính của trẻ đến trường để giao tiếp với bạn bè, thầy cô và xã hội. Làm sao để con có thể nuôi dưỡng được sự đam mê, học và nói tiếng Việt? Đó là cả một hành trình gian nan mà tất cả các gia đình Việt Nam đang có con nhỏ hay lớn đang sinh sống tại Toronto, Canada phải luôn suy nghĩ. Và câu chuyện của gia đình anh Phạm Lê Phú Quốc, chị Nguyễn Thị Thanh Thủy và bé Nguyễn Anh Quân sẽ là một câu chuyện hay để chia sẻ đến tất cả các gia đình Việt tại hải ngoại. Dạ, con chấp hợp tiếng Việt thì con là người Việt Nam. Con học tiếng Việt để con nói chuyện với bà nội, bà ngoại, bà mẹ và tất cả mọi người. Việt Nam ơi, thời gian quá lửa đời người, và ta đã có được rồi. Ôi cuộc đời này sao ta lỡ khó. Nguyễn Anh Quân là gương mặt nhí không còn xa lạ với các hoạt động của cộng đồng người Việt tại Toronto, từ những chương trình văn nghệ tại trường giáo lý Việt ngữ James Cunan cho đến hội chợ Tết cộng đồng. Anh Quân đều được ba mẹ chăm chút chu đáo để tham gia biểu diễn, lúc thì hát, lúc thì trình diễn thời trang nhí. Nổi bật hơn cả vẫn là thành tích học tiếng Việt luôn xếp hàng đầu của lớp. Ở hải ngoại, tất cả gia đình đều bận rộn với công việc, ngày làm 8 tiếng đồng hồ, thời gian đi lại xa xôi khác biệt với cuộc sống tại Việt Nam trước đây, khi hầu hết trong gia đình đều có ông bà chăm sóc cho cháu, chăm lo cơm nước để ba mẹ đi làm. Tuy nhiên, anh Phú Quốc và chị Thanh Thủy dù bận rộn đến mấy cũng ưu tiên cho việc mỗi ngày chơi cùng con trai, trò chuyện với con bằng tiếng Việt. Đó là sợi dây liên kết duy nhất và cơ bản nhất để anh Quân với ngôn ngữ tiếng Việt được phát triển một cách tự nhiên. Bên xứ sở này thì cha mẹ lúc nào cũng bận rộn, cho nên nhiều khi có thời gian thì phải chơi với bé. Thì nói chung tiếng Việt thì rất là phong phú, cho nên nhiều khi trong nhà đó thì khi nào mà bé nói tiếng Anh đó thì tụi tôi sẽ cắt ngăn cái những cái câu chuyện lúc đang đối thoại, thì bắt đầu mới hỏi bé về tiếng Việt phải dịch ra sao, cho nên nó cũng dễ dàng hơn khi mà dạy tiếng Việt cho nó. Thì khi nào mà rảnh thì đi xuống chơi với bé, hoặc là nếu mà rảnh thì coi phim rồi mở nhạc hát, thì cái đó thì có thể nó hấp thụ tiếng Việt nhiều hơn. Dạ, theo em thì tiếng Việt rất là quan trọng đối với lại mọi người Việt Nam. Nếu mà mình không biết nói tiếng Việt á thì rất là điều thiếu sót của người Việt Nam. Nó không hề vô ích, tại vì trong một cái xã hội đa văn hóa bây giờ, và cũng là một người Việt Nam thì mình cứ phải nói chuyện với lại nhau bằng tiếng Việt đỡ hơn là đi ra ngoài mình phải tiếp xúc với lại cái tiếng ngôn ngữ khác, thì người ta sẽ nhìn vô mình, thì người ta sẽ đánh giá một cái mình là người Việt Nam, tại sao mình không có giữ được phong tục Việt Nam của mình mà mình phải đi nói tiếng của người khác. Dạ. Và nếu mà chính chúng ta mà không có nếu mà chính chúng ta mà chối bỏ cái nguồn gốc dân tộc Việt Nam của mình thì là khiến chúng ta rất là điều thiếu sót của mình là người Việt Nam. Dạ. Ngoài những việc như dạy con tập tiếng Việt, nói tiếng Việt thì em có cho con đi học tiếng Việt nữa để cho con biết cái nguồn gốc văn hóa Việt Nam, và cũng như là ở nhà thì em cũng dạy cho bé đọc, tập nói chuyện. Dạ. Và giống như em dành thời gian nhiều với bé hơn,
Ví dụ như là em kể chuyện cho bé mỗi tối, kể chuyện cổ Tết, kể chữ Tết bánh chưng bánh dày, chữ Tết dưa hấu cho bé nghe để bé hiểu thêm về văn hóa Việt Nam. Và ví dụ như là em cho bé đi tham quan các lễ hội, các đoàn hội, đi hội chợ Tết, thì em cho bé giống như là biết cái phong tục Việt Nam, là em cho bé truyền thống, là em cho bé mặc áo dài đi đi Tết, và cũng cho bé dạy cho bé là chúc Tết ông bà thì mình được tiền lì xì, và giống như là cành hoa mai hoa đào cho bé biết, và dạy cho bé những cái bài hát chúc xuân chúc Tết, là bé rất là thích và có hiệu ứng rất là thích thú trong một cái đất nước khác. Với lại bé ngay từ đầu bé đã không được như mấy em bé khác, tại vì bé sanh sớm trước 3 tháng, cho nên cũng rất là khó khăn cho em giống như cho vợ chồng em để mà dạy cho bé. Mặc dù ở bên này thì là mình không có phải là gia đình ai cũng bận rộn hết trơn, nhưng mà mình vẫn luôn cái dành cái thời gian để tiếp xúc nói chuyện với bé, thì bé mới hiểu được cái cảm giác và tình yêu thương của gia đình, rồi bé mới phấn đấu hơn, dạ, thì làm cho mọi người rất là vui sướng hơn. Rồi tại công việc bên này ai cũng bận rộn hết trơn, không có ai có nhiều thời gian như ở Việt Nam. Việt Nam thì các bé giống như đi ra ngoài có ông bà, có mọi người, có ai cũng tại cùng ngôn ngữ với nhau, cho nên nó rất là dễ. Nhưng mà dù sao mình ở bên này thì mình cũng ráng giữ gìn cái ngôn ngữ, cái văn hóa, cái nền gốc, cái của Việt Nam của mình. Một buổi sáng ông già ra đường tìm một cái về cho hai ba cháu. Có lẽ nhờ vào những phương pháp đơn giản trong gia đình xuất phát từ tình yêu thương của ba mẹ, nên anh Quân tuy chưa vào học lớp 1 nhưng đã nói, đọc và viết tiếng Việt rất rõ ràng và suôn sẻ. Xin cảm ơn câu chuyện của anh Phú Quốc, chị Thanh Thủy và bé anh Quân đã chia sẻ đến VietTV Canada, và còn nhiều gia đình khác nữa trong cộng đồng người Việt tại Toronto sẽ có một câu chuyện riêng, một bí quyết riêng để nuôi dạy con cái, nhất là trong việc duy trì tiếng Việt cho con em mình. Hãy cùng chia sẻ câu chuyện đó đến với khán giả của VietTV Canada